Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 26 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10 vừa qua là vấn đề được cán bộ đảng viên nhân dân hết sức quan tâm. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 10 năm 2017. Sáng mai 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về xây dựng thành phố thông minh và xúc tiến đầu tư phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2017. Tin quốc tế, Thượng viện Nga đã ra tuyên bố kêu gọi cơ quan lập pháp tại các nước bên 5+1 hành động để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang xem xét thực thi hay rút khỏi thỏa thuận như tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quý vị và các bạn, tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10 vừa diễn ra vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh đến việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và đây cũng là vấn đề được cán bộ đảng viên nhân dân hết sức quan tâm. Tại hội nghị Thành ủy lần thứ 10 vừa qua, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy mà Trung ương đã kết luận. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là đánh giá việc thực hiện nghị quyết Trung ương 3 về công tác cán bộ và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 6, chú trọng hơn nữa đến công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Quan điểm là không có vùng cấm. Đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý như vậy. Thời gian đến với khối lượng công việc nhiều và hết sức quan trọng, chúng tôi mong đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy ban Chấp hành và toàn thể các đồng chí phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung tay vượt qua khó khăn thách thức, lấy kết quả công việc là thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cấp ủy, chính quyền thành phố, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết 2017 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo của tân Bí thư Thành ủy đã nhận được sự đồng tình trong dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Tôi nghĩ rằng là cái truyền thống mà đảng bộ của Đà Nẵng này là từ trước đến giờ. Thế thì bây giờ là cái sự cố này là nó trong thời gian ngắn mà cũng không mong muốn của tất cả đảng viên và nhân dân. Đảng bộ thành phố sẽ vượt qua những cái gọi là những cái sự cố nhỏ này. Sau khi sự việc của Đà Nẵng đáng tiếc xảy ra, thì Trung ương cũng đã kịp thời bổ sung một cái nguồn cán bộ để phục vụ cho cái việc mà của Đà Nẵng là tiếp tục thực hiện cái nghị quyết lần thứ 12 của Trung ương Đảng. Cho nên bản thân tôi thì cũng rất tiếc là cái sự việc này như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng các cấp, và tôi tin rằng tức là trong thời gian sắp đến Đà Nẵng sẽ có những cái bước tiến mới. Kỷ luật nghiêm minh là sức mạnh của Đảng, phát huy tinh thần phê và tự phê với quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng viên, người dân thành phố kỳ vọng trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục thể hiện tốt vai trò lãnh đạo tiên phong, đưa Đà Nẵng ngày càng phát triển vững mạnh.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi họp báo quý 3 năm 2017 với đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố. Sau khi thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, lãnh đạo thành phố cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng đã hoàn thành 95% công việc. Từ nay đến thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, thành phố tập trung hoàn thành các công việc còn lại, tổng dọn vệ sinh môi trường thành phố, đảm bảo trật tự an ninh và an toàn giao thông. Nút giao thông Điện Biên Phủ huyện Tri Phương sẽ hoàn thành vào ngày 29 tháng 10, cơ bản đáp ứng việc giao thông của nhân dân. Công tác hoàn thiện sẽ được tiếp tục sau đó. Thành phố xác định việc tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố đến với quốc tế. Do vậy, công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, chu đáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền thời gian đến, để Đà Nẵng tiếp tục bứt phá, tạo hình ảnh đẹp trong mắt anh em bạn bè gần xa, qua đó tiếp tục thu hút đầu tư. Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng thời gian từ nay đến khi diễn ra sự kiện APEC không còn nhiều, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Thành phố tiếp tục tập trung các nội dung liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa ứng xử. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 10 năm 2017. Trong tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực các mặt kinh tế xã hội thành phố, tập trung các công việc chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo, thảo luận và thông qua một số nội dung, quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn ngân sách, quy định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp được đầu tư bằng vốn ngân sách tại bãi rác Khánh Sơn, quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng ngân sách, quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá. Về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đổ xe ô tô tại một số tuyến đường tại quận Hải Châu, đề án đặt đổi tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ lưu ý, hiện nay công tác tham mưu của một số đơn vị vẫn còn chậm, tình trạng xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn, tiến độ giải tỏa các dự án còn chậm, quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn bất cập. Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung rà soát hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, chủ tịch các quận huyện phải làm quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù, tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản, lưu ý các vấn đề an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, giao thông, môi trường. Chủ tịch thành phố yêu cầu phải đặc biệt tập trung tối đa cho APEC, chú trọng vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Thời gian nó còn rất là ít, mà công việc chuẩn bị của thành phố của chúng ta cho APEC thì cũng còn một số việc cũng nhiều lắm. Đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề trật tự đô thị, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan. Ở hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là chủ yếu, quận trung tâm thì có Hải Châu là quan trọng, và các quận khác cũng có những cái dịch vụ của nó. Đề nghị các đồng chí tăng cường hơn nữa. Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018 một cách kịp thời, chính xác, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, phải tập trung thực hiện các thủ tục, nhất là đối với các dự án động lực như cảng Liên Chiểu, di dời ga đường sắt, cải thiện môi trường nước. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành nghiên cứu kế hoạch về xin thí điểm mô hình chính quyền cảng. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trước khi bước vào cuộc họp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phát động quyên góp hỗ trợ các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ vừa qua. Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành quyên góp hỗ trợ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để trao đến tận nơi, hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn để người dân các tỉnh bị ảnh hưởng mưa lũ sớm ổn định cuộc sống. Sáng nay, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017.
Trong 9 tháng đầu năm nay, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự trên 360 vụ, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cơ quan chức năng đã điều tra khám phá hơn 300 vụ việc, bắt giữ trên 450 đối tượng, vận động 68 đối tượng truy nã ra đầu thú. Công tác giam giữ thi hành án dân sự, hỗ trợ tư pháp được đảm bảo, không có sai sót xảy ra. Trên lĩnh vực phòng chống tham nhũng, đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại một số đảng bộ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện công tác thu thập, kê khai, minh bạch tài sản thu thập năm 2016. Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Theo đó, trọng tâm là triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, nhất là trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, thành lập các đoàn kiểm tra về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Tổng công ty Điện lực miền Trung khẳng định sẽ đảm bảo không để xảy ra mất điện dù chỉ là một giây trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đặc biệt sẽ điều động 6 xe chuyên dụng từ các công ty điện lực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Đà Nẵng để tăng cường công tác hỗ trợ xử lý sự cố điện trong quá trình diễn ra hội nghị APEC. Bên cạnh đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng thành lập 3 đội xung kích xử lý sự cố lưới điện trung áp và 1 đội xung kích xử lý sự cố lưới điện 110 kV, gồm 87 thành viên để sẵn sàng tham gia xử lý sự cố ngay khi có lệnh. Các thành viên đội xung kích là những kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, sức khỏe tốt, đảm bảo đủ phương tiện, dụng cụ thi công cần thiết để hỗ trợ công tác đảm bảo điện an toàn liên tục trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này, công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương đã đạt khoảng 90% khối lượng. Việc giao thông đi lại của người dân theo đèn tín hiệu qua hầm chui Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương dự kiến bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 tới. Sau khi kết thúc tuần lễ cấp cao APEC 2017, Sở sẽ chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thi công những phần việc còn lại để công trình đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Về câu hỏi việc chạy đua tiến độ cho kịp APEC liệu có đảm bảo chất lượng công trình hay không, Sở Giao thông Vận tải khẳng định đây là công trình thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới tài trợ, nên việc giám sát chất lượng có đơn vị tư vấn của nước ngoài theo dõi, bám sát hàng ngày trên công trường. Sở cũng cử đội hình gồm 5 người, công ty quản lý cầu đường, 2 người của phòng giám định thuộc Sở Giao thông Vận tải, hàng ngày cũng có mặt trên công trường để cùng với các nhà thầu thi công triển khai công trình, vừa đẩy nhanh được tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai kế hoạch bố trí sử dụng lực lượng bảo vệ tuyến biển và phong tỏa bán đảo Sơn Trà trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Theo đó, các đơn vị sử dụng tối đa lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong các ngày diễn ra sự kiện, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí vị trí neo đậu và hoạt động của tàu thuyền trên sông, trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sẽ duy trì lực lượng phương tiện tuần tra 24/24 theo phạm vi phân công, kiểm tra kiểm soát các phương tiện di chuyển vào khu vực cấm hoặc các phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sẽ phối hợp với các lực lượng như công an, quân đội, vùng cảnh sát biển 2, vùng 3 hải quân, hiệp đồng với lực lượng giáp ranh là Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để theo dõi, nắm chắc tình hình âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời ngăn chặn bắt giữ những tên phản động khủng bố, triển khai bảo vệ các địa điểm, các khu vực diễn ra hội nghị và đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường trọng điểm. Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng vừa thông báo về việc tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc trung tâm văn hóa thành phố. Công trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, điều hành dự án, đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi là Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng, vị trí quy hoạch tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Diện tích khu đất xây dựng là 26.597m2, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi vào ngày 6 tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng, số 107 đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện bài thi là 45 ngày. Cơ cấu giải thưởng gồm giải nhất 200 triệu đồng, giải nhì 80 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử giữa Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin Truyền thông với Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.
Chương trình ký kết nhằm tăng cường chia sẻ và hỗ trợ trong công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử giữa hai đơn vị, qua đó phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt kịp thời chia sẻ thông tin phối hợp xử lý các vụ việc nổi cộm, phức tạp trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về vấn đề lĩnh vực này theo đúng định hướng chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nội dung phối hợp cụ thể là công tác tham mưu xây dựng chính sách, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm, xây dựng và chia sẻ thông tin dữ liệu về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Thưa quý vị, đầu những năm 2000, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố và xu thế kinh tế, công nghệ trên thế giới và khu vực, Đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đặt quyết tâm phải phát triển công nghiệp công nghệ thông tin để tạo bước đột phá, hướng đi mới để phát triển. Từ đó đến nay, mặc dù trải qua quá trình phát triển chưa đầy 20 năm, thế nhưng ngành công nghiệp công nghệ thông tin tại Đà Nẵng đã có bước tăng trưởng ấn tượng. Tính đến nay, toàn thành phố có gần 700 doanh nghiệp công nghệ thông tin. Theo thống kê, doanh thu trung bình của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Đà Nẵng luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao qua từng năm. Từ doanh thu vài trăm triệu đồng trong những năm 2000, thì đến nay doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin năm 2016 đã đạt trên 13.000 tỷ đồng, và đến 6 tháng đầu năm 2017 đạt 5.610 tỷ đồng. Riêng kim ngạch xuất khẩu phần mềm năm 2016 đạt 58 triệu đô la Mỹ, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 31,25 triệu đô la Mỹ. Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Đà Nẵng đã đưa Đà Nẵng dần trở thành một điểm sáng về thu hút đầu tư đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Là một tập đoàn lớn của Hà Lan với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển tại châu Âu, chúng tôi đã có hơn 3 năm mở chi nhánh tại Đà Nẵng. Chúng tôi thấy ở Đà Nẵng có rất nhiều lập trình viên giỏi, nên chúng tôi rất muốn khai thác tiềm năng này. Hơn nữa, chúng tôi nhìn thấy tiềm năng phát triển công nghệ thông tin ở châu Á nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nên chúng tôi muốn thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực này tại Đà Nẵng. Phát huy lợi thế sẵn có về vị trí địa lý khi nằm giữa trục giao thông Bắc Nam về đường bộ, đường sắt, có cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với nhiều đường bay trực tiếp như Seoul, Hàn Quốc, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Campuchia, Lào, là cửa ngõ chính ra Biển Đông của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, là cửa ngõ ra Thái Bình Dương và nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Những năm qua, Đà Nẵng đã dần khẳng định tên mình là điểm sáng trên bản đồ công nghệ thông tin của Việt Nam và khu vực, với những lợi thế hàng đầu trong thu hút đầu tư như môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, nhiều ưu đãi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông không ngừng được hoàn thiện, môi trường ứng dụng công nghệ thông tin tốt, nguồn nhân lực công nghệ thông tin dồi dào, chi phí trực tiếp thấp. So với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hiện có điểm mạnh về chính sách ưu đãi thuế, nên có thể đảm bảo về mặt lợi nhuận, kích thích doanh nghiệp tái đầu tư. Các chi phí cố định như tiền thuê văn phòng, chi phí nhân công tương đối rẻ, nên mở rộng tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, an ninh và môi trường sống ở đây rất tốt. Hiện tại ở Thành phố Đà Nẵng thì theo như tôi thấy thì về môi trường đầu tư thì nó có rất là nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin hiện tại đã đổ xô vào Đà Nẵng. Nhưng mà về cái sự hợp tác với lại sở cũng như ban ngành của bên nhà nước thì rất là tốt, nên là họ rất là muốn hợp tác với mình và hỗ trợ hết mình để cho mình có thể hoạt động. Và về các trường đại học thì cũng vậy, các trường đại học nơi mà cung cấp nhân lực á, thì họ thường xuyên tổ chức những cái buổi hội thảo cùng với bên sở và bên doanh nghiệp để mà bàn về cái nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng xuống, cho nên là cái môi trường ở đây nó rất là tốt. Với sự năng động của môi trường công nghệ thông tin và sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp công nghệ thông tin, Đà Nẵng cũng sẵn sàng đón đầu những thách thức và tận dụng những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thưa quý vị, nhằm quảng bá thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, vào sáng mai ngày 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về xây dựng thành phố thông minh và xúc tiến đầu tư phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2017. Hội nghị sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo một số địa phương như Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thành phố thông minh. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên và có trục ở khoảng 8 đến 12 độ Vĩ Bắc. Từ khoảng ngày 27 đến ngày 28 tháng 10, trên giải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Thưa quý vị, vụ kế hoạch tài chính Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết,
thông tin tăng trưởng học phí đại học lên 20,5 đến 50,5 triệu đồng một năm học như một số báo đã đưa là không chính xác. Theo đó, các báo đã dựa trên dự thảo lần một nghị quyết quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang xây dựng. Trong đó, hiện Bộ Giáo dục đã trình Chính phủ dự thảo lần 2. Trong dự thảo mới nhất, không có nội dung về khung học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Dự thảo quy định đang được Chính phủ xem xét phê duyệt. Trước đó, một số báo đã đưa tin về mức học phí dự kiến đối với các nhóm ngành đào tạo đại học từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 ở mức 20,5 đến 50,5 triệu đồng mỗi năm học. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga hôm qua đã tuyên bố kêu gọi cơ quan lập pháp tại các nước P5+1 hành động để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuyên bố nêu rõ, Hội đồng Liên bang Nga khẩn cấp kêu gọi các thành viên Quốc hội Mỹ sử dụng mọi nguồn lực có thể để ngăn chặn tình hình cực kỳ nguy hiểm hiện nay. Hội đồng cũng kêu gọi các cơ quan lập pháp ở Đức, Pháp, Trung Quốc, Anh và Liên minh châu EU sử dụng tầm ảnh hưởng chính trị lớn của mình để bảo vệ thỏa thuận lịch sử trên. Các thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh, việc thỏa thuận hạt nhân Iran mất hiệu lực sẽ hủy hoại các nỗ lực duy trì cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân và cản trở việc giải quyết các vấn đề hạt nhân tương tự. Sáng nay theo giờ Hà Nội, Hạ viện Brazil đã bỏ phiếu bác bỏ các cáo buộc tham nhũng của cơ quan công tố nhằm vào Tổng thống đương nhiệm Michel Temer. Như vậy, nhà lãnh đạo Brazil sẽ không bị tòa án tối cao đưa ra xét xử và có thể tiếp tục theo đuổi chương trình cải cách nền kinh tế lớn nhất của nước Mỹ Latin này. Trong phiên bỏ phiếu vào rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, 251 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận, trong khi 233 nghị sĩ bỏ phiếu chống đối với việc bác bỏ các cáo buộc tham nhũng do cơ quan công tố liên bang đưa ra đối với Tổng thống Temer. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện chỉ đảm bảo cho ông Temer được miễn truy tố khi còn đang tại nhiệm. Ông vẫn tiếp tục nằm trong diện điều tra và có thể sẽ phải bị các tòa án cấp dưới đưa ra xét xử sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào cuối năm 2018. Sáng nay, hàng trăm nghìn người dân Thái Lan đã tập trung tại trung tâm thủ đô Bangkok để tiễn biệt lần cuối cùng cố nhà vua Phumi Adunzadeh trước khi lễ hỏa táng cử hành vào tối nay. Đại diện hoàng gia và chính phủ của hơn 40 nước sẽ tham dự nghi lễ. Đám tang theo nghi thức Phật giáo do quốc vương Mahavijayalongkorn Rampa chủ trì kéo dài 5 ngày đã bắt đầu từ sáng ngày hôm qua, với nghi lễ chính được ấn định trong ngày hôm nay. Theo kế hoạch, lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào lúc 22 giờ tối nay. Khoảng 200.000 người dân Thái Lan đã tập trung về thủ đô Bangkok để đưa tiễn nhà vua mà họ rất kính trọng. Lệnh cấm nhắn tin điện thoại khi đang lái xe rất phổ biến. Song thành phố Honolulu tại bang Hawaii của Mỹ đã trở thành thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ áp dụng luật này đối với người đi bộ. Và quy định này đã chính thức được áp dụng từ hôm qua ngày 25 tháng 10 để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông. Theo quy định mới, người đi bộ bị bắt quả tang đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại hoặc thiết bị điện tử tương tự khi băng qua đường sẽ phải bị nộp phạt. Cụ thể mức phạt trong lần đầu tiên là khoảng từ 15 đến 35 đô la Mỹ. Tôi cho rằng đây là một sáng kiến hay, rất nhiều người đi trên đường mà tâm trí dở trên trời vậy. Chúng ta nên nhìn xung quanh khi sang đường để đảm bảo an toàn. Điện thoại thông minh và các ứng dụng như nhắn tin và mạng xã hội từ lâu đã bị chỉ trích là gây ra sự phân tâm và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Theo một báo cáo của tạp chí nghiên cứu An toàn Mỹ, hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2007, khoảng 400 người đi bộ tại Mỹ đã bị thương do phân tâm vì sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Con số này tăng lên đáng kể sau khi iPhone ra đời vào năm 2007. Năm 2015, Ủy ban An toàn Quốc gia Mỹ đã thêm yếu tố phân tâm khi đi đường vào danh sách cảnh báo các tác nhân gây thương tích. Đến đây cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.